Dao thì có ở trên này không? Không. Không à? Rồi, tí nữa. Rồi. Ui. Thế là bây giờ là phải chắn ngang đường rồi. Giờ phải lấy ra chặt ra kia nhỉ? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Sụy xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác. Đấy, có vẻ như là bây giờ sương mù đang khá là nhiều rồi cô bác này. Ui, lại dày đặc rồi. Đấy. Thực phim trước khi mà cháu Lực đăng tải lên thì trời còn nắng lên một chút rồi. Cháu có Sử đi thả tận đâu? Nấy thả xuống đây à? Không khéo lại cháu mất rồi mà. Hay là ông ở dưới kia rồi? Ông ở dưới kia à? Ôi trời ơi. Từ lúc mà ông đi bảo với lại mẹ của các em cô bác thì vẫn chưa thấy là mẹ các em có thêm những cái động tĩnh gì cả. Vậy có lẽ là cái thước phim hôm nay sẽ được đưa lên thì sẽ là cái thước phim mà cuối cùng sẽ được nói về người mẹ của các em cô bác ạ. Tại vì là tối hôm qua thì cháu Lực đá cùng lại ông với lại chú của Sử nữa và anh trưởng thôn nữa, là gọi người mẹ của các em lên, là lên trên hội trường kia để mà nói. Ở đây thì cháu Lực gọi là cháu Lực chỉ là đi cùng thôi. Khi mà em Sử nói với cháu Lực thì cháu Lực lên và cháu Lực đi cùng xong với lại chú của Sử thôi, chứ cháu Lực không có phải cháu Lực không có tham gia nhiều. Ôi, tí lại trâu lại mất nhá. Hôm qua thì cháu Lực là định là ghi hình lên một cái thước phim mà một cái cuộc nói chuyện giữa bên chính quyền thôn với lại gia đình của Sử cùng với lại mẹ. Nhưng mà do là nếu mà cháu Lực ghi hình là mẹ của Sử là không có nói chuyện và đi luôn. Đó, thành ra là cháu Lực mới không có ghi hình thêm. Thế bây giờ là cứ đi theo cái vết dấu chân của cháu này ạ. Cháu có sửa chắc là đi xuống đường này này cô bác này. À, dưới kia đúng không? À. Thế là lâu lâu mới xuống xe một lần à? Vâng. Đầu lúc lại xuống xe mà.
Thế nãy đi này đi là có ông đi cùng không? Có ạ. Có ông à? Thế ông thì hiện tại là không biết là đi đâu rồi cô bác. Châu thì đang thả ở dưới kia. Đây bây giờ thì hai anh em đã xem châu xong rồi, chắc là anh em mình sẽ là phải lên di chuyển lên trên nhà mới để mà mình gỡ cái tấm, mình sắp xếp lại một cánh cửa một chút nhá. Ui có vẻ như ai đi ai xuống đấy, chỗ này đấy. Chỗ này mà trâu mà lăn xuống thì cũng đi tiếp xuống cái hủm đấy kia luôn đấy cô bác ạ. Đây, bây giờ thì hai anh em sẽ lên trên nhà mới để mà sắp xếp lại những cánh cửa một chút cô bác ạ. Các anh em thợ thì vừa rồi thì đã được gọi thì đang là sắp xếp đồ từ dưới huyện lên rồi để mà gắn xong cái phân cửa cho ba ông cháu nữa. Ồ lên chỗ dốc này cũng khá là mệt đấy sử nhỉ. Thế bây giờ ông đang ở dưới kia xem trâu thì xử về nhà này nấu cơm à? Ừ. Thế thì anh em mình lên trên sắp xếp lại đồ cửa một chút rồi thì anh em mình nấu cơm sau. Ôi gà rừng sứ ơi. Ê, ê, ê. Có phải à? Anh tưởng gà rừng. Đấy, ở đây thì khi mà đi cô bác, nhưng mà không có đeo ủng ấy, thì là những cái cành cây sau mọc này đâm rất là đau. Cho nên là mấy anh em đi đâu là cũng phải là đeo ủng để đi là nhiều hơn. Thế vừa rồi cháu đừng tưởng là hai con gà kia là gà rừng nhưng mà không có phải. Hay sau khi leo từ tí là dưới kia lên thì bây giờ hiện tại là cũng gần đến nhà mới của ba ông cháu rồi. Sứ ơi, cây sâm mộc này bao giờ chặt đấy? Mệt quá nhỉ, từ từ đã. Cây sâm mộc này bao giờ chặt đấy? Anh em lại chặt. Thôi là chắc có khi là lấy dao chặt luôn đi. Đó. Để anh em mình gọi cửa đã. Dao chặt à thì cây này đi đi. Dao thì có ở trên này không? Không à? À lấy hết cánh cửa này đi vào để bên trong anh sửa nhá. Để hết vào bên trong nhà một chút.
Đây, cẩn thận nha. Sờ vào cánh cửa cho nó chắc chắn không? Có ạ. Có ạ. Đây xem nào. Nó không bị ọt ẹp đâu đúng không? Em để ra bên kia đi, đừng để cho ấy vào nhau. Đấy, để ra bên kia đi. À, để ra đằng sau cửa sổ ấy đấy. Đó. Chuẩn bài luôn rồi. Đấy, ngôi nhà của ba ông cháu là ngôi nhà mà phải nói là cháu Đức rất là tâm huyết ở đây cô bác ạ. Cũng là ngôi nhà mà đầu tiên cháu Đức được đưa ra từ cái bản vẽ, xong rồi đến cái quá trình mà cháu Đức lựa chọn vật liệu từng chút một. Và ở đây thì cháu Đức thì thật sự ra cũng mới làm kênh đó cô bác. Đấy, nếu mà các bác cũng theo dõi từ những lúc mà cháu Đức vừa mới đăng tải lên thì có những câu cháu Lực còn nói phải nói là rất là ngọng và rất là vấp rất là nhiều. Hay đến thời điểm hiện tại thì cháu Lực cũng phải nói là khắc phục được cái bản thân của mình một chút rồi. Sau khi mà mỗi thước phim cháu Lực đăng tải lên thì là mỗi cái bình luận và mỗi cái sự góp ý của các bác dành cho cháu Lực. Cháu Lực cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Nói là lúc mà cháu Lực bước vào cái con đường thiện nguyện thế này thì không thể tránh khỏi được những cái bình luận mà tiêu cực. Đấy, nhưng mà không vì thế cháu Lực nản lòng cả. Đấy, những cái bình luận đấy là những cái bình luận mà làm sao mà nó là cái động lực lớn nhất của mình. Mình phải làm thế nào mà chứng minh được cho các bác khi mà các bác bình luận những cái bình luận đấy lên, để thước phim sau các bác nhìn nhận lại được, các bác lại thấy có sự khác lạ một chút đó. Đấy. Và đến thời điểm hiện tại thì ngôi nhà của ba ông cháu, bao nhiêu tâm huyết của các mạnh thường quân và bao nhiêu cái tâm huyết của cháu Lực dành vào đây thì hiện tại cũng đã gần xong rồi cô bác. Lắp cửa và nó xong rồi cô bác. Đấy, hôm nọ thì phần cửa thì hơi chậm một chút cô bác. Đấy, đến thời điểm hiện tại thì cửa cũng đã vào xong hết mọi cái rồi. Đấy, chỉ chờ đợi mấy anh em thợ là lên vào và lắp thôi cô bác. Đấy, bây giờ thì theo như anh nghĩ là mình nên chặt luôn cái cây này đi sửa ạ. Sợ rằng là một hai ngày tới thì có báo có mưa về ấy, thì là nó sẽ đổ vào cái phần mái chữ A này này. Đấy, nó đổ vào đây là mái chữ A này là hỏng luôn đấy. Thế là nó sẽ hỏng luôn rồi. Cái gì bây giờ em đi về nhà lấy dao về nhá. Đấy, lên một con dao nhá. Đấy, cái cây này thì bây giờ mình không muốn cho nó đổ ra hướng bên này thì mình chặt ở cái phần ở dưới kia. Thì nó sẽ khắc đổ đi xuống dưới cô bác. Chặt được không anh? Được à? Cái cây này thì cháu Lực cũng là bảo với ba cháu là dự định chặt khá là lâu rồi cô bác. Đến hôm nay thì cháu Lực mới đi vào ba cháu, cùng ba cháu để mà chặt được. Chặt ở bên dưới cho nó đổ đi xuống dưới nhá. Bây giờ thì ở bên trên này đang cái cành của nó ra khá là nhiều bên cái phần ở ngôi nhà cô bác ạ, cho nên là mình phải làm sao mà chặt để cho nó đổ đi xuống dưới được. Đây làm cái gì đấy Sử? Máy của... Để đây. Nên chắc cái hơn à?
Được chưa? Được không? Là sửa lại cái này đúng không? Sửa lại cái dìu này đúng không? Này. Bồ giữa luôn à? Vâng. Ui, gì rồi kìa. Đây này, bay bay ôi tôi nói nó đang đổ về hướng nào ấy, sao tôi nó đổ hướng nào ấy, sửa ơi. Về hướng cái này chứ. Không biết được. Không biết đâu. Cứ chặt ở ở đây đấy, chặt đi, thôi hết đi. Từ từ nha anh nhìn ra kia đã. Ừ. Nhìn ra kia đã. Rồi chặt đi. Đấy, còn là về cái sâm mộc này này cô bác này thì là bắt buộc là mình phải chặt đi rồi, sợ nó sẽ bị sau này là khi mà đến mùa mà có gió báo ấy, sợ nó sẽ làm đổ cái cây, đổ cái cây đi và cái cây nó sẽ đập về với cái phần máy, cái phần chữ A kia kìa thì nó sẽ hỏng luôn rồi, sẽ bị đổ luôn đấy. Tại vì là cái lực cây mà khi mà nó đổ xuống ấy thì nó rất là nặng. Chưa, phải tí nữa. Phải tí nữa. Phải tí nữa, chưa được đâu. Bà con ở trên vùng cao này nếu mà không có máy cưa các bác thì sẽ dùng cái rìu này để mà đốn hạ được những cây mà rất là to đấy.
Thôi ra đường mà. Giờ đẩy đường mà. Sự thừa lên đẩy thế nào. Đấy. Ồ, oh, được rồi, tí nữa. Tí nữa. Ồ, oh, được rồi. Ui, thế là bây giờ là phải chắn ngang đường rồi. Giờ phải lấy ra chặt ra kia nhỉ? Không chặt đâu. Hả? Để sang bên kia. Để sang bên kia à? Là mới dùng được à? Ừ. Rồi anh lấy cái dao ra đó. Cây này thì bây giờ mình tận dụng lại để làm mình sẽ làm cái khác nhỉ. Ui, từ nhá. Đấy, bây giờ thì chặt xong cái cây này các bác thì sẽ không có sợ là nó sẽ bị đổ lên trên phần mái nhà nữa. Đấy, được đúng không? Đây, cái rìu này. Đấy, bây giờ thì cũng đã đến giờ mà ba con cháu lại nấu cơm rồi bác. Sẽ lại phải đi về nhà và ăn có cơm, đợi ông nữa. Ông thì vừa đi chăn trâu và vừa đi thêm lấy củi nữa. Đây vừa rồi thì nếu mà ông không có chăn trâu ở dưới kia thì cháu được sẽ cùng em xử là dưới kia là chăn trâu luôn. Nhưng mà ông ở dưới kia rồi thì cháu được sẽ cùng em xử là di chuyển lên trên nhà mới để xem là mình cần nên phải làm sửa lại cái gì không để mà mình sửa luôn. Thế sáng nay là mấy ông cháu đã ăn sáng ở đây à? Là cả cắm cơm à? Đấy con dao này này. Con dao này sắc hơn này. Đấy lấy. Thế cả cái thất đi chứ. Thịt đấy mình để cái kia rồi. Quay thất à? Cái thất này. Cái thất này cái này này. Cái này mới thái được chứ. Sử thì bảo là cái thất thì em còn là chưa biết đâu các bác ạ. Tí nữa mà anh em nấu cơm xong thì chắc là ông cũng về tới nhà đấy cô bác. Vậy hôm nay thì sẽ lại tiếp tục là ở lại ăn cơm với lại em Sử. Vậy ông thêm một bữa nữa không á? Đấy, vừa rồi thì cháu Đức lên, cháu Đức cũng có mua lên là một ít thịt lợn để mà mấy ông cháu là cùng ăn cơm luôn. Đấy, ở trên số khu của cháu Đức ở thì cháu Đức cũng chỉ biết là mua thịt lợn với lại cá móng thêm là trứng lên thôi. Tại vì ở trên này thì người ta cũng bán rất là ít đồ các bác ạ.
rửa cái thịt nhá, anh rửa chảo nhá. Mỗi anh em mình làm một việc thì nó sẽ nhanh ăn cơm hơn. Thôi lại trời nó nắng lên tí rồi. Nắng xong lại không nắng rồi. Thế sáng nay là ăn cơm xong là muốn ông Sáu là muốn lên làm một việc à? Nhà bao cháu được cái chảo ga này cũng mua khá là lâu rồi các bác ạ, chảo thế. Hải thì sáng nay em cơm rang hay sao nhỉ? Thấy là chả này còn có cơm rang. Có hôm thì ông nấu cơm mà, có hôm thì Sử nấu cơm mà. Đấy, ba ông cháu thì ở nhà cô bác ạ. Nếu mà trong ai mà đi làm thì là một người ở nhà là sẽ chịu trách nhiệm là nấu cơm. Còn là đến buổi tối thì em Hải là em ấy, nếu mà đi học về ấy, không thấy ông lại sửa nhà thì cũng là nấu cơm luôn. Ở đây là cái rau răm này các bác này. Nhà ba ông cháu thì cũng có thêm một chút rau răm. Rau răm này thì để vào làm gia vị thì cũng rất là thơm các bác, rau răm này. Cái rau này là ai trồng hả Sử? Trồng đấy thì có nhiều. Trồng đấy là tự có nhiều à? Thế là ở đây là có cái nguồn nước mát đấy cô bác, thành ra là nó tự phát triển lên rất là nhiều. Ủa, ở đây có nhiều lắm đấy Sử này. Hái một chút để vào và thịt cho nó thơm cô bác ạ. Như hôm qua khi mà cháu được cùng với lại ông với lại Sử đi các bác thì người mẹ của các em là không có uống rượu, thành ra là khi mà có bên chính quyền thôn vào nữa nói chuyện là chỉ biết là gọi là gật đầu với lại cúi đầu xuống thôi. Cái cây chuối rừng này thì có bao giờ nó có quả lên chưa Sử? Có rồi á. Anh đi đi để anh cầm chảo cho. Tí mình phải đi hái rau cải làm canh nhỉ?
Mình đi hái rau cải luôn chưa? Hay là tí nữa mình đi hái? Thế mình đi hái rau cải trước nhá. Rồi là về mình xào nhá. Đây để vào đây cũng được này. Rồi. Hái đủ ăn một bữa thôi chứ nhỉ? Tối hôm nay hết thì lại hái tiếp nhỉ? Hôm nay là hái nhiều rồi, cái kia thì là có nhiều hơn nhỉ. Rau cải này cũng sắp hết rồi đấy nhỉ? Sắp hết mùa ấy. Ôi, cháu Lực nhìn thấy là bao cháu có cái rau, hình như là cái rau này là để vào trứng sao ăn này. Rau ngải ấy. Cái rau ngải này để mà hầm với lại gà thì cũng là một cái vị thuốc, thuốc bắc. Được đấy nhỉ? Ông ấy đang chăn trâu ở dưới kia các bác. Giờ cháu Lực sẽ gọi ông là về ăn cơm đây. Dê ơi! Chín liêng rồi! Bác chín liêng rồi! Bác chín liêng rồi! Tớ bác dân nào mát rồi dê ơi! Tớ bác dân chín liêng rồi! Khai không? Ông có nghe thấy được rồi đấy sứ ơi! Được rồi bác! Chưa đi gọi ông đi, bảo vệ ông về nhà ăn cơm đi. Ông gọi ông biết à? Đúng rồi. Dê ơi! Mà chín liêng à! Chín liêng. Có chậu ở đấy luôn không? Cám lợn này là để tối nay à? Vâng. Thế là nãy vừa mới nấu rồi à? Vâng. Con là chú ấy đang giặt áo đây cô bác. Đấy, rất là ngại. Đấy, xử ở bên kia đi, anh ở bên này mỗi người rửa một bên cho nó nhanh hơn. Rau cải này thì cũng rất là sạch đúng không? Rau cải này còn non đấy à sư nhờ. Rau cải này thì còn chưa có trưởng thành mấy đâu các bác nhá. Nếu mà dịp mà trưởng thành thì phải nói là rất là to ấy. Có to bằng người không sư? Không bằng ạ. Không bằng à? Rau này để một tí để xào tí nhỉ? Vâng. Xào xong là đổ nước vào để làm nước canh. Rau này không cho thuốc gì đâu nhỉ, rau này. Cho muối lại phân phân mình à? Để luôn à? Đây, để đi. Rau cải này nó rửa là phải khe khe này, khe khe này nó mới hay nó hay có cát có sạn. Rau cải nếu mà để mà nó to quá, to bằng đầu ngón tay thì dùng các cái cuống này để mà xào lên.
bây giờ thì hai anh em mới bắt đầu lọ mọ là nhóm bếp. Có bật lửa đấy không? Đây, vào trong nhà của ba ông cháu đi, cháu Lực cũng đã chia sẻ lên khá là nhiều cái thực phẩm này của bác. Ngồi ở đây thì thấy ba ông cháu là đi hái ớt về này của bác này. Ớt này thì là chắc là ớt là tự trồng hay sao? Ớt này là ớt khô luôn đấy của bác, ớt này. Này không biết là ba ông cháu là đi tận đâu để mà thu hoạch về. Ngồi đây, đây thì thảo quả của bác ạ, cái này ấy. Đấy, treo lên thì treo lên từ rất là lâu đấy. Cái này là ớt này là mua ở đâu hay là lấy đâu về chứ? Nhưng mà mua ở đâu về ấy? Con gái của ông lấy về. À, là con gái của ông cho đúng không? À. Thế hôm nọ thì ông bảo là có hai người con, một người con gái à? Có hai người, người đi Trung Quốc rồi. Người đi Trung Quốc á? À? Thế đi Trung Quốc thì có về đâu? Không. Không về à? Không biết chết hay sống. Không biết chết hay sống nữa? Vậy. À. Thế là nhỏ tuổi hơn bố của Sử hay là lớn tuổi hơn? Nhỏ hơn ạ. Nhỏ hơn à? Vâng. Ồ. Đi được bao nhiêu năm rồi có biết không? Không biết ạ. Không biết? À, thế là nghe ông kể lại thôi à? Vâng. À. Ông Sử thì cũng có là hai có ba người con trai đúng không? Vâng. Ba người con trai là hai người con gái. Nhưng mà một người thì đi sang bên tỉnh khác để lấy chồng, còn là một người thì đi ra bên sang bên Trung Quốc. Như Sử nói là không biết là chết hay sống. Không có liên lạc được, như Sử thì chắc là đợt đấy còn bé đã đi rồi, đến bây giờ còn không biết là cái tung tích gì cả. Đấy, còn là về cái củi này thì chưa khô lắm các bác ạ, cho nên là phải để gần bếp bếp một chút để cho nó khô đi thì mới dùng được. Ở nhà là ông ấy đi chăn trâu, sửa thì ở nhà là làm tất cả những công việc, còn ở nhà xong là đến giờ nấu cơm thì nấu cơm là đợi ông về để mà ăn cơm. Cái củi này thì cháy rất là nhanh nhỉ, rất là bén. Vâng. Cái đúa, đúa đâu rồi? À đây. Chắc là nấu cơm xong thì ông cũng từ dưới kia lên rồi đấy nhỉ? Vâng. Chỗ này củi này nó mà khô thì lấy ra đi nhá. Ừ. Không mà để đây là sơ sẩy một cái, là ví dụ như em ơi, chạy ra ngoài lấy nước chẳng hạn thì nó đi để đi nó cháy rất là nhanh, củi này nó khô lên đấy. Sử nấu cơm như này thì biết nấu những món gì thì nói em nào. Rau cải. Nấu rau cải. Biết là nấu cho nó chín, chín rồi đúng không? Dạ. Đấy, như là trên là vùng cao thì các em cũng chỉ biết là những cái khi mà mua thịt về của bác không biết là làm thịt kho hay là như nào cả, chỉ biết là thái ra là để rang lên với lại thịt luộc thôi. Biết là gạo luộc, thịt luộc, rau luộc đúng không?
Ôi, nhưng mà ông này thấy lâu đấy nhỉ? Vậy là ông này định không nên ăn đấy. Chưa thấy ông lên các bác ạ, nấu cơm thì vẫn đang xào thịt ở sắp chín thôi. Ông có xử thì hôm nọ có một cái sự việc mà xảy ra các bác, thì là em Hải có việc kể với ông, thì là ông phải nói là ông khi mà ông nghe tin ấy, thì ông rất là bực mình và rất là bức xúc luôn. Một mình ông là ông phi thẳng xuống cái nhà của mẹ của Hải để xử để mà nói chuyện luôn đấy. Và ngày tối hôm qua thì ông cũng gọi là một phần thì tôi cũng bảo ông, và một phần thì ông cũng tự chủ động là đi nhờ bên anh trưởng thôn vào để mà nói chuyện luôn, là có cả anh trưởng thôn ở bên dưới thôn của mẹ các em, và có cả thêm anh trưởng thôn ở bên thôn của sư đang ở hiện tại. Cho cái này để mà buộc nhiều dây đấy sử này đen được. Ai làm ấy? À, cái kia ông làm ấy. Ông làm à? À. Hầu như là tất cả cái vật dụng trong nhà cũng như là đồ đạc ở trong nhà thì toàn là cháu được nhìn thấy là ông là làm hết cả. Còn trừ những cái như ví dụ như nồi cơm điện này, bếp, cái máy gọi là những cái đồ mà công nghệ điện tử thì là được các bác là mua lên cho các em thôi. Đến mùa đông thì ngôi nhà của ba ông cháu có vẻ là vào trong khá là ấm các bác, tại vì nó không có bị hở thế nào, nó chỉ có nguyên là cái cánh cửa chính như thôi. Còn nhưng mà đến vào mùa hè đấy, thì khi mà mình mà nấu cơm ở trong nhà ấy, thì phải nói là khói rất là nhiều và rất là nóng luôn. Trong thời gian này thì vào nhà ba ông cháu thì không thể thiếu được là cái món rau cải mèo được cô bác ạ. Rau cải này thì đến bao nhiêu thì nó hết hết tháng mấy? Đến Tết thì chắc là hết rồi. Đến Tết là hết rồi à? Ừ, ừ sao hết rồi. Ừ. Thế mấy nữa rau cải này còn đủ chất dao không? Biết được. Không biết được à? Ừ. Thế mấy nữa đủ thì mình lấy ít rau cải để đi xào. Ừ. Còn không đủ thì anh em mình kiếm món khác. Ừ. Mèo thì chắc cũng khá đói rồi các bác. Mỗi lần nào mà lên nấu cơm thì nghe thấy tiếng mèo kêu rất là nhiều nha. Ừ. Bây giờ thì cháu được sẽ đi xuống gọi ông lên là về ăn cơm một chút đã cô bác. Ông thì vẫn chưa thấy lên. Không thì một tí lại phải đợi ông. Bây giờ thì sửa nấu cơm nhá. Đây thì một tí nữa đổ canh, đổ nước vào làm canh à. Vậy bây giờ thì mấy anh em cũng đã nấu cơm xong rồi các bác, là chuẩn bị ăn cơm rồi. Ông thì cũng vừa về đến nhà luôn. Hai mắt đâu chê? Ở đây thì chỉ có thịt lợn với lại rau cải, cộng thêm một bát nước chấm nữa rồi các bác. Ăn đi bài đâu? Chị Năng. Cháu sự mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Rồi. Đấy, ông mà đây chị không lo gì đâu. Đấy. Đấy bây giờ thì cháu Lực cũng xin được mời tất cả
quý ông bà cô chú anh chị là cùng cháu Lực với lại ông ăn cơm của bác nhé. Đấy, nèo gì? Chín lâu không? Từ từ gắp nhé. Mày ăn cơm nào. Nhà vua này nó gì nó? Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ cùng xử với lại ông là ăn cơm đâu bác. Ăn cơm xong thì cháu Lực sẽ tiếp tục là hạ cái hình sau của bác ạ. Đấy, vừa rồi thì mấy anh em thợ làm mà điện thì cũng bảo điện cháu Lực là lên xem để cần bao nhiêu là cái ống với lại dây điện ấy. Thì một tí nữa cháu Lực sẽ nói chuyện với các anh và sẽ ghi hình sau của bác nhé. Xin mến chào tất cả quý cô bác anh chị. Đấy, hôm nay thì ngày một ngày mà mưa gió rất là lạnh, thành ra là không có đi lên trên bản được. Cháu Lực ở nhà thì hai chị em là làm một tí lạp xưởng, vừa là để làm phục vụ cho gia đình và vừa là làm để đăng lên trên kênh. Mà nếu mà có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới lạp xưởng thì là cháu Lực sẽ gửi cho cô bác. Cháu Lực cũng rất là mong các ông bà cô chú anh chị sẽ mua ủng hộ cho cháu Lực để cho cháu Lực có thêm kinh phí đổ xăng để đi lại các bác nhé. Xin cảm ơn các bác anh chị rất là nhiều.